Ok. Ông chỉ nói nhập rẻ cả một tổ cái chấm nào ca này tệ bị thì sạm là cá một nâng một cô là Vitika từ ở lục nôn chi đại bàn lực đại sống ông nhập rẻ sống chấm riệp chun từ lục nôn chi ở bàn riệp thá ông chấm rẻ bàn bị nứt lưu xâm nào xâm rồi bắt lúc tại bàn xâm nào xâm cao bị bực mình đòi ông chùm đông chùm rẻ ôi đọc rai nơi bà nhà hà chùm nôn buồn bàn tốt bị bàn bị nịch lưu xâm nào xâm tiếng buồn rồi bắt lúc ông chùm đông chùm rẻ cất thùng quân khuyên tha sầm na sầm tiếng ni chia sầm na cha đại cần lòng mộc trực ban lực lượng đời crom mới được biết cáp biệt đây nôn chia nâng chuẩn chập trao nôn chia khuôn anh phong đài hai sầm na sầm mới chấm nôn trực ban ông chuẩn chấm rẻ đọt sai rụi hai sầm na sầm mới chấm nôn tiết ông chấm rẻ ban nâng cấp bông tai bị nứt bị chà rna ní bẹp pon từ nâng sầm na sầm đài chun chập chao nôn chia ban phu sầm na sầm cà bị bực mình hay chia bờ to ní cứ ông chấm rẻ sầm xua từ chun chập chao nôn chia tha hay lần ní ta lục thiềm nâng chay nâng sầm nua đài chà cầm ông chun chấm rẻ nâng xua chấm pua lục đại đệ tí chấm pua ông hết tiếng lái để ông chấm rèh ban cầm nót với sạ mạn cá sầm rạp vẽ pì nơi sơn ông rương sơn thôn pì sạ sơn mùi ni lục chay nâng sầm núa ruồi lục ai gì nơi vây đại lục lược làng lược đại ở mình mình ni anh chơi lúc này đồn chí cháu lại nó dùm đua dương đại dương bàn xua ông anh mình thật ta lúc bàn triêm khuôn hay nâng cháu lại nâng dùm đua đại cháu cọm này ông chùm rẻ nâng tăng dùm đua chùm bố lúc đại rửa tí ấy lâu ni chùm bố ông hết đại ông chùm rẻ bàn cầm nọt xóm rạp lúc dọc một phương xã mạng ca đánh đau đại dương cầm nọt thá ông hết xóm rạp đánh đau vẹ pì nây xa nông rương xôn xôn pì xa sôn mùi chlai nâng sầm nô ni sân nhóm sôm ô cun ông chùm nôm chùm rê để bán ảnh nhát ở nhóm ban bị phê xá chìa mùi mê thờ vi rồi bọc nhóm ông an sầm na rồi bọc nhóm rồi hốt rồi chọc đôi xa bê ni ông chùm nôm chùm rê bình to từ này mùi tiết hai đôi đài nâu nông sầm na rồi bọc nhóm nâu bê ni nhóm xôm pra xếp nâu xin nghiêm rồi bọc nhóm hai nhóm nâng bì chà rà na chá lai sầm nô vinh nâu bê ná nhóm kịch thá xóm xó nhóm cứ thả nhóm cua tại trâu ban bắt đầu ở ca bình dương từ bờ chia chuyên cầm bờ chia thả ca chấm liếc bờ chia chuyên tranh bị phồng pính cứ bết chia trầm trâu nâng chia ca chạm mắt từ tam chấm bắp an tả chiết sống ở quân lục bát hiền ở quân đời lục chuẩn chuẩn chấp chào ban bằng hành chấm hồ chia chấm bắp lục bảy hà đã xa sứt nơi nghiêm một loài top
ឥឡូវនេះដំណើរការដែលយើងបានគ្រោងទុកសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពនេះក៏មិនអាចទៅមុខបានដែរដោយសារអ្វីដែលយើងបានគ្រោងទុកនេះគឺសម្រាប់ដំណើរការសកម្មភាពជនជាប់ចោតនួនជាប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបនៅនឹងសំណួរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាការសន្សំពេលវេលាក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ដំណើរការចាត់ការរឿងក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពអង្គជំនុំជម្រះសម្រាប់កែប្រែនៅការប្រឆេទសម្រាប់សួរស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីកង្កេអ៊ីវហៅដូចគឺចាប់ដំណើរការនៅពេលរសៀលនេះចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 1:30 នាទីដូច្នេះភិក្ខីទាំងអស់នៃរឿងក្តីជ្រាបហើយនឹងអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពនៅរសៀលនេះដោយចាប់ផ្ដើមពីការសួរដេញដោលលើស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីកង្កេអ៊ីវហៅដូចពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុដែលអង្គជំរះបានកំណត់ហើយទន្ទឹមនេះអង្គជំរះបង្គាប់ឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងឲ្យនាំជនជាប់ចោតឲ្យនាំសាក់សីកង្កេអ៊ីវមកកាន់បន្ទប់សម្រាប់សាក់សីនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីឥឡូវនេះពេលវេលាក៏សមល្មមនឹងសម្រាប់ហើយហើយអង្គជំរះមិនអាចដំណើរការដោយអ្វីដែលបានគិតគូររៀបចំផែនការគឺថាលែងសមស្របសម្រាប់ដំណើរការសកម្មភាពនេះដូច្នេះអង្គជំរះសម្រាប់ផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពនេះត្រឹមនេះហើយសកម្មភាពលើកបន្តទៅរុស្ស៊ីដោយអ្វីដែលអង្គជំរះបានជម្រាបជូនដំណឹងនេះសូមអញ្ជើញតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិThank you, Mr. President. Just one quick point. Our office had filed a motion in relation to Kusampan on the issue of the consequences of providing a statement to the court and then refusing to answer questions. It appears that that issue may now also apply to Nguyen Chea. We think this is an important issue to be decided by the court.And for the accused to be clearly advised on the consequences of refusing to answer questions after having made statements to the court. So it is up to the court whether to have a hearing on this or whether to request any additional briefing as pertaining to Nguyen Chea. But now that in consideration of the morning's events, we think it is important to deal with that issue as soon as we can and to advise the accused on the consequences. Thank you. អរិយមន្ត្រីគុំខាំងអង្គុយចិនអង្គុយសិនចុះបាទអរគុណច្រើនហើយក៏សង្កេតឬក៏កត់សម្គាល់របស់ដំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិឬបញ្ហាដែល
ជនជាប់ចោតរដ្ឋាភិបាលនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបហើយបញ្ហានេះខ្ញុំអង្គជំរះសូមជម្រាបថាអង្គជំរះបាននឹងកំពុងតែរៀបចំនៅបញ្ហាឆ្លើយតបទៅនឹងករណីនេះហើយហើយការដែលរៀបចំនឹងឆ្លើយតបនឹងករណីនេះអង្គជំរះគិតថាសេចក្តីសម្រេចនោះគឺនឹងសមស្របទៅនឹងគ្រប់ករណីទាំងអស់ចំពោះជនជាប់ចោតនៅចំពោះមុខអង្គជំរះសាលាដំបងនៅក្នុងអបតកយើងនេះអនុរៈមន្ត្រីខុំខាំងឲ្យនាំជនជាប់ចោតពីររូបទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមហើយនៅរុស្ស៊ីនេះឲ្យប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ទាំងពីររូបត្រឡប់មកកាន់សាលសម្រាកាឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសម្រាប់ចុះសូមយើងក្រោកចោល